Hello mọi người. Hello mọi người. Rồi ok, hello mọi người, trở lại kênh Kỳ Quát nha. Chào mọi người nha. Ok. Khoái nha. Bạn kia hello chưa em đem mày? Rồi. Rồi, có người nào nghe em vậy bay? Trễ nữa, 1 giờ quay, 2 giờ mới tới không à. Ê bạn nha, 1 rưỡi nha, đi trễ nửa tiếng hay nha. Đâu quay xong rồi. Đâu quay xong rồi mới lên tới. Rồi nói chung là Đây là số cá lấy cá trê tụi mình cắm câu hôm bữa còn mọi người. 24 cá trê mọi người. Chúng ta đi một con, 2 con, 3 con, 4 con. Này đi ăn cạo nha mọi người, mấy câu nha mọi người. Nói này cá dồ nữa. Nói dẹo chứ cá trê này mọi người. Bữa cắm câu. Bữa cắm câu nè, có một con nó bị chém lộn á mọi người. Cho nên nó mất rồi. Ba con sao đi. Ba con sai mang đủ. Đúng rồi, ba con sao chị. Ăn nhất sinh nữa nè. Đứng nói chuyện rồi lại lũi lũi vô đó tao. Cho lũi lũi vô đó tao. Mình sẽ làm bữa cơm chiều nha mọi người. Chiều cũng chiều rồi. Mấy anh em cũng đói bụng. Có cá tê để làm gì. Anh em mình sẽ làm cắt cá kho quá. Cá tê kho là tới gáo. Kho phải có canh. Canh hả? Thì nấu canh. Bình thường thôi. Canh rau hả? Cá tê kho ăn canh rau hả? Canh nước dừa. Mày. Canh gì? Canh dừa mày. Canh nước dừa. Canh củ kiệu. Canh kiểm. Mà trời mà lá nó gì mình xô nó dưới tao coi. Xô bậy à, xô nó là xảy bằng cá chết luôn á. Để phải ăn. Mấy anh em mình bằng cá xong rồi sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Nó chứ kiếm canh gì nấu ăn nha mày. Ừ. Rồi thôi giờ let's go mọi người. Chuối. Hai quýnh bơm hay gì nó nấu được rồi. Được luôn hả? Canh chuối ăn được. Được mà, canh chua chuối ăn được. Canh kẽm á mày. Ý nó là cây cây chuối á, cây chuối luôn. Được bình thường. Ủa chết mẹ nó nhảy dưới con rồi. Khùng mày. Vụ thì thôi. Diễn đó con. Rồi giờ anh em làm mấy cá này rồi có gì mình quay tiếp mọi người coi nha mọi người. Đó, hậu quả của mấy thằng cho anh mình giờ rửa chén với bằng cá vậy mọi người. Thấy không? Còn lính tao đứng phanh tay thấy chưa? Sướng không? Hồi có à. Hồi có à. Rửa chén mày, càng qua mày. Rửa là sạch rồi. Ê mày, giờ đó. Đạp luôn không? Đạp luôn nha, đạp luôn đi. Rửa sạch tao mày. Rửa đồng đàng hoàng tới số à. Anh đưa cái đồ đựng coi. Cái nào đựng được, nói cái coi coi. Ai biết. Giờ không? Sau 800 năm nghiên cứu thì tụi mình đã quyết định là mua khoai tím. Khoai nhưng tím. Mà 4 đàn nó mua có 2 củ khoai như thế này thì làm sao mà ăn đây này. Bậy bự lắm, bà nói là bự lắm con nở ra nữa. Gì? Nở con nở ra nữa. Kìa, cút nó mới mua 2 củ khoai tẹo à. Bự quá vậy. Sao này phải gì vậy? Khoai tím. Khoai tím. Nhung cái củ cái trứng à. Ừ, củ trứng. Muốn khoai tím cái gì mà đúng không? À, con này mày lọc hành củ gì mày? Được không? Trời, lọc rồi hả? Lọc rồi, lọc hành rồi. Ừ, qua. Lọc rồi ha. Rồi. Gì? Sao ra sao có đường ra nhân thôi sao đây nè nhảy qua vô ăn cái tẹt nè đó, cá chê lưng mới bằng xong nha mọi người. Em cũng mới em cũng mới nhổ hành xong nha mọi người. Em mới ghê vậy trời. Ừ, thằng Ken. Ken đó dạ ai ta Ken ơi dạ. Cái đầu tới gáo ai quỷ nào hết cái đầu thiệt độc. Hello mọi người đi Ken. Chào mọi người đi Ken. Ta đang ăn bánh một mảnh. Điền ơi, cá hello mọi người nha. Điền ơi, cái tê kho sao? Tiền nói đâu ăn cái tê đâu. Đừng xuống đây rình coi quay clip xong tránh tới chơi thôi không. Đừng rình rình coi tao quay clip xong chưa vô trống gà cái bẫy tao té lò bắn họng tao chết luôn cái gì. Tao không sợ vậy. Tao sợ đặt máy đâu ngoài đó rồi đây mình kiếm gì. Nhắn nhắn nhắn. Đi thấy đồ hay gì chứ đây nó bỏ đồ ăn nhắn. Bỏ vô đồ ăn mình á. Dạ. Có tròn đó. Nguy hiểm quá. Ghê lắm á. Đổ đâu đó. Ướp cá nha mọi người. Coi hơi mặn xíu ha. Bảy đừng mặn quá nha anh. Bữa muốn muốn nhiều nhiều vô, nước mắm nhiều vô. Mặn ăn cơm với cá. Biết mà làm mày ơi. Đây làm cho. Đây. Được rồi, được, cảm ơn con. Gì đồ là nấu khoai lại, nấu khoai kìa. Đâu, nấu khoai đây nè. Cho nạo đi. Cái muỗng nạo. Tập cho làm chứ để nó không làm cái bằng nạo không? Không. Nạo bằng nạo gì ông nội? Lấy bằng nạo nạo cho dễ. Lấy vừa cái bằng lấy bằng nạo nội. Trời ơi, thôi có bằng nạo không rung tới rồi kìa. Cái gì?
giờ nói chung là mình ướp rồi cho tụi nó nạo đi. Cái này nè, với đừng nạo cái con đó. Cái tiêu không? Cái xay à? Cái tiêu không? Lên. Cái tiêu không? Nãy hả? Đừng cái tô đi, một chút mắc nước lên sôi rồi mới bỏ vô. Đó, giờ mình nấy dầu lên mình kho mọi người ơi. Thường thường là không có nước màu thì mình thắng, còn hôm nay có nước màu rồi. Anh chở cái đều chảo, anh chở cái đều chảo. Quay lại ấp cách chảo anh đậu luôn. Ôi đậu phỏng quá. Mình chơi đi em. Co á thiệt à. Mày sao nó hay nói tục vô ta, chắc bữa nào tao dục miệng mương bữa quá. Câu nào ra cũng nói tục hết á. À em có nói đâu. Rồi, nó không biết luôn hả? Chưa lại nghe. Bắn một cái chết quá. Làm gì vậy? Ây da, ây cô. Bỏ con hành vô mình cháy dầu mọi người. Không lỡ, không lỡ. Đó, giờ cho cá vô mọi người. Ô. Tán miếng nước rồi. Chém miếng nước đổ vô không? Chưa đổ mày. Đó. Rồi mọi người, cuối cùng thì cũng xong rồi mọi người. Giờ mình đổ khoai vô nha. Đâu có nhìn em nước mới đổ. Em nói đúng rồi. Nói chung là giờ mình cá kho xong rồi, thấy quay cho mọi người coi cái. Cá chín rồi nha mọi người. Em làm á mọi người. Nó không á. Mày không à. Giờ mình đổ khoai vô mọi người, giờ mình nấu canh. Mày quên nãy mình giới thiệu mình nấu canh khoai tím ha. Anh sáng sáng ra đều đều á. Quậy lên nữa. Vô lạnh ra. Dĩa nè em. Lấy một kem nem vô luôn. Em bỏ miếng tiêu vô rồi cho nó thơm á. Đấy trộn lên. Mãi. Vô giữa. Đúng rồi, vô trúng vị trí rồi. Tay lại luôn, quanh tay lại luôn. À, chứ chuyện đồ đêm anh em hát. Rồi gái điện rồi. Mắm màu ngọt. Đây. Thiệt đang làm công việc không biết ai gọi nữa. Bực bội. Điện thoại ngoài. Tắt đi. Điện thoại ngoài. Tắt không được. Còn cái lúc tắt hả? Quên nó để sôi lên mấy niêm. Đó, đây cảnh phải tím nha mọi người. Hôm qua Phát đi, ủa bữa ông Phát đi bắt rắn mà rớt cái điện thoại. Làm tao tốn thêm 5 xị. Mày hả? Mày có 150 à, còn tao 500. Trời ơi, hèn gì sáng giờ tươi tươi. Bữa đi bắt rắn về ngọn cháo mặt đóng luôn, không thèm quay luôn. Buồn đi nhậu luôn nữa. Kêu chút đi, anh Lưng như hồi chở em về lại đẩy ra chỗ đèn em về với em sợ ma. Cái chỗ người đi đường mà sợ vậy, đỡ vậy. Dặn chạy về hơi luôn mọi người. Đi ra bể điện thoại. Sáng phải cho tiền sửa điện thoại nữa. Trời báo luôn rồi. Quê quá, cả liêu. Rồi ok mọi người, nói chung là hay nữa. Nói chung là giờ xong rồi mọi người, bây giờ bỏ hành vô. Hay nó xong á. Thôi đừng bỏ hành, giờ không có hành vô. Ừ, giờ không bỏ luôn. Rồi vớt bột cái. Hay quá. Vừa mới vừa cầm cái là nó xong rồi, ngồi nãy giờ ngồi không à. Mày đúng dám luôn á. Giám đốc cũng dám làm à. Giờ rồi cái này làm gì, giá này làm gì? Đổ hỏng nó kìa. Nè nếm đi. Ngọt không á. Thôi dữ lắm rồi Lưng ơi. Rồi giờ vô cái vô hành cái nó được mọi người. Các cộng hành cũng lấy ghét nữa. Ai cắt ai à? Hả? Ai à? Bỏ hết tụi đi sợ cộng hành đau hay gì vậy? Từ từ mày ơi. Rồi, giờ anh em mình tắt bếp mình thưởng thức mọi người ơi. Rồi, giờ mời tất cả mọi người ăn cơm chiều với Tem Kiệt nha mọi người. Mày nói kịp đó chứ còn bác nó nói nữa rồi. Ngồi vậy Lưng biết sao ngồi nè. Được chứ mày. Đó. Ừ. Rồi ăn cơm lễ phép xíu đi mọi người ơi, bỏ nó xuống. Còn bộ cái áo xuống mày lễ phép à. Cái bụng nó xin lỗi. Tao có rồi. Thì bỏ chảnh đôi. Mà cơm đâu, bưng xuống cái da để được cơm ở giữa.
Rồi nói chung là giờ mời mọi người nha. Bữa cơm. Lưng. Quên. Đó, anh khờ quá vậy. Ê, rút điện ra cái lưng nó kêu hoài. Đây là cá trê với cá trê kho nha mọi người. Ăn kẹt. Anh quay xíu anh ăn. Đó. Cá trê kho với cá trê tím. Kia, ừ. Công sức cắm cầu của mấy anh em. Cắm cầu mệt lắm mọi người, cực khổ lắm. Quá mệt. Cắm cầu mệt. Cắm cầu này cũng đâu có gì đâu mọi người. Có nhiều người nói hư gì sợ cá trê với cá tra đồ á. Sợ cá hầm á. Cá này cám câu mày xong. Đại ca ăn luôn mới luôn. Sao mày cứ kêu tao đại ca hoài vậy? Tao không nổi mày hay gì mày kêu đại ca hoài vậy? Là biết làm như tao giang hồ cứ kêu đại ca không à. Mày đặt tử tế rồi chén nhỏ. Thấy chén nó nhận hơi cứng của mình. Giờ thử thách 5 phút rồi bác. Không ăn rồi để cho anh em ăn cho anh ngồi coi 5 phút rồi được không? Coi quay ra sao không có gì có muỗng phải không? Rồi quốc đi. Rồi nói chung mời mọi người dùng bữa với anh em nha. Mời mọi người. Quốc đi trời gì đâu mọi người ngại hoài. Rồi mời mọi người ăn cơm chiều với tem luôn mọi người. Giờ cũng chiều rồi đói rồi mọi người. Mời mọi người ăn cơm nha mọi người. Mời đâu hả? Mày như gì nữa mời đâu hả? Mời mọi người nha mọi người. Không có bù cơm nữa hả? À mời mọi người miếng cá kho nha. Đó mình cá kho với cơm nè. Mình quát lên cơm nóng cái mình vô nha mọi người. Không nặng canh nữa ha. Chúc mừng mọi người nha mọi người. Cá trê thật ra nấu canh này cũng được nha mọi người. Cá trê nấu canh với tiếng cũng được nhưng mà phải ăn cho nó có kho có canh vậy cho nó ngon. Dễ nấu. Làm hai món rồi cho clip mọi người coi ha. Ngon nữa. Dễ nấu không? Tôi thấy mày không chan. Dạ cha. Mọi người miếng canh nha mọi người. Đó. Vô trớt hiểm à. Ừ cái này đó. Ừ. 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 Cơm á, ăn hết rồi vô cháu ngon. Không nó hổng nó không bị tanh cái miệng á. Ừ. Mọi người cho mọi người. Chan canh vô ăn thử hả? Húp cái rột luôn á. Ngon lắm. Đây. Cái tê nó dẻ nha. Vô nè, nó dòng con hơi lâu nó hơi ấy xuống xíu. Đúng cách đầy đồng luôn á. Đúng chất ngọt. Này phải có bự bự xíu thì anh em mình sẽ quay lại cái clip mà làm gì quên rồi thế, rửa bằng rượu. Tao mày với Nghĩa ăn. Rửa rồi. Nướng với bạc. Cá bự á. Đói bụng chưa? Đói không? Để vô ăn đi, tao quay cho mày vui, tao được à. Rồi để họ vui lên em được à. Rồi để họ quay cho, mày thấy lại quay cho. Răng nghe đừng có nhắc tới tao, mệt quá. Thôi như mày chết rồi ha. Mời mọi người miếng canh khoai môn nha. Mời ba họ chí Vinh chị dặn cơm nha. Mày tao đạp miếng lương vô mày. Mua không? Cũng mệt, mời ba họ. Nó, thề nó. Quên hoài, quen tật. Tán em, tán cái mạng em kìa. Để cái búa. Bao lại tao cho. Mày đi tao. Thôi. Mấy ông tán cắm mặt cắm mày. Cái một thì nó răng môi lẫn lộn luôn à. Vô quay làm rồi kìa cũng làm bay vài chén cũng nó bụng đó mọi người. Quay cái này mà nuốt miếng ở gật đâu thấy. Cho em miếng nước thôi. Mà mọi người chén đó nha mọi người. Cơm muốn nước gì mày ơi? Làm tao mày để con gáo dung chứ phát. Mày cho tao ăn cái đâu tao đứt luôn hay gì vậy? Dạ anh em người dám khứa đi mọi người. Chứ khứa đi ngồi ngắm. Dẻ ra đâu nát rồi. Mọi người nha. Rồi kiệt mời tất cả mọi người ăn cơm với mình nha. Mọi người nha mọi người. Cái này thứ nào ngon ngay. Không biết nữa, đợi đi. Ý, mời tất cả mọi người ha. Đáng ăn gì, không ăn chết cái gì. Kiếm nha. Mọi người. Nguyên khứa luôn nè. Nhậu không ăn gì ráo mà. Chiều nay về có giúp được không? Kinh xuôi chưa biết. Trời ơi. Nhậu mà không ăn gì hết chết. Giờ mình ăn với nước cá kho nha mọi người. Đó, đây cá trê nè. Nhậu mà ăn đậu rồng không chết à. Phát không? Nhậu me không? Không nhưng phát lúc trước kìa nó còn được cái gì? Còn được à. Cái chân gà gì? Lòng nướng. Rồi thịt bò lá lốp. Ghê trời. Rồi chai rượu đông an. Trời ơi đâu phải giỡn. Bà dính dữ vậy ta?
Ê, nhậu mình phải nhậu vậy chứ. Không, Tân Bình chớm lại Tân Bình Hạnh. Tân Bình nhậu vậy không à? Đúng rồi, vậy mau chết đó. Quá đã. Cá hơi. Cái gì? Cá rồi. Đang vậy. Còn nhiều lắm. Sao không hả? Mai em đâu nữa? Chính là ở chỗ của Kiệt rất là nhiều cá luôn đó ta. Đúng không? Cắm là cắm câu rồi, chục con không? Có chim nữa nha mọi người. Cá nhiều lắm đó. Là tùy theo bữa đó cái bà đó bắt còn nhiều ít thôi. Hợp lý. Hợp lý. Này mình nói giỡn nhưng mà đây là mình cá mình cắm, mình không có diễn. Thực tế nha mọi người. Cái thằng không có. Không có vụ mà mua cá rồi gắn xuống không có ha. Mà mọi người công nhận không, phải nói đường kinh của một Kiệt cá nhiều thiệt. Không biết cái đường kinh khác, mấy đường kinh mấy dưới rồi chưa cắm á. Không biết sao. Mọi cắm gì mới cắm 8 cây rồi chắc thăm 9-4 con rồi đó, 4-5 con rồi đó. Thăm 8 cây 4-5 con rồi đó. Vậy bữa tụi mình sẽ đi cắm rắn nha mọi người. Ê lộn. Ê biết rồi, biết rồi. Anh em hà. Anh em không còn bỏ em ơi. Kẻo. Ghi hiểu mày rồi. Không, nó nói cũng đúng, cắm rắn à, cũng có cắm nhưng mà không phải dùng mình. Vô rừng á. Dùng mình có ruộng nữa, cắm rắn nước, rắn ráo đâu cắm được. Rồi mời mọi người chén thứ ba mọi người ơi. Món này món ưa thích của mình luôn, nó thiệt luôn. Cá cách da trơn là mình ăn dữ lắm. Lương trình rồi kia mình muốn ăn dữ lắm. Xương quá mọi người ơi. Không cảm à. Đưa chén nhà khác rồi bới dòm em. Thôi được rồi. Mời mọi người chén hai với Phán ít lắm. Nhân tao ăn như mèo không nói đâu em. Nó nói sợ tao ăn hết mà. Trời ơi còn cơm ít quá, nó không thèm nói nó sợ hết nè. Nó ăn quá, con chén à. Nó ăn chậm quá. Chén hai. Chén hai hả? Ghê tao ăn. Chén ba nè. Ừ. Quả nhớ nấu cơm nhiều lắm rồi ta. Mà mọi người. Okay. Rồi Di lên linh rộn nồi rồi. Dạ. Đứng chín nha mọi người. Bà mụ tiền kêu quá. Thì mày linh lộn rồi, bà không biết rồi. Linh lộn cái nồi của mẹ tao ăn rồi. Không. Trái tiêu luôn, chẳng còn á, nhiều lắm. Tấm nồi kia bự mà, hay nấu nồi chuyện nấu nồi cơm kia bự lắm. Dạ ơi. Bà mẫu kêu á. Ăn uống vậy đó. Mẫu tiền kêu nha mọi người. Đưa lỗi gì mãi mày, cái gì cũng xin lỗi đó rồi. Lỗi để mấy em ăn. Lớn là nhân nít vậy. Ăn đổ tháo. Không giống ba mày nhỏ. Ba mày nhỏ ăn vậy không? Ai? Tao chết thì tao ai rầy mày nữa. Mọi người chán ba nha mọi người. Mọi người. Đó, chơi ổng ơi. Mọi người nha. Chết tem này nó bắt ổng rồi. Mày còn ở trùng tắm mưa lúc mà tao với cha mày còn uống trà lúc hay vậy đâu. Điếu rồi nè. Ổng còn đi thôi. Kho quạt tao thịt uống trà nữa hả? Qua. Răng luôn Nghĩa. Răng luôn nè Nghĩa. Nghĩa gì tới rồi mọi người. Mới làm gì? Ăn đông dữ vậy. Còn gì ăn không? Dạ em chịu á, còn ăn mà hết cơm rồi. Trời ơi. Nói chứ còn cơm giống á. Còn cơm trong nhà. Chịu hết giọng đấy á. Vậy thôi tôi ăn đâu ăn hơn được á. Làm cá ngon ăn được hả? Thôi. Ngồi cái chỗ tao. Ủa sao được, con ngồi sao chú ngồi. Ngồi đây tao ngồi chỗ khác. Nghĩ ngồi ít qua. Con ngồi đây cho. Mày vô cổng mày. Ăn mày. Nói chứ Nghĩa nó mới đi làm về nha mọi người. Rồi ngồi đó vậy leo đầu mát ngồi luôn đi. Mệt á. Ngã chén nè. Đâu đây về đập rơm đúng thần. Gì nữa không cốt. Ờ không cốt. Cơm nhà không ăn xuống đây ăn nữa không ngồi. Đúng rồi ha. Ăn mắt. Ăn mắt gì. Rồi còn chén cuối kìa nghe. Không ăn đi không có chó ăn vậy con. Sao dám bới. Dành với chó rồi móc ốm rồi sao. À, phải chứ gì vô trọng múc thêm mà nồi cơm múc ít cơm nữa cái gì? Múc thêm mà một mớ cơm cái gì? Ngồi đá dầm nữa mày. Cho Nghĩa ăn. Múc không sao ngồi. Nó cho vô ăn thì tao múc cái này tao ra rồi, thấy rồi. Gì? Thôi em ra đi nè. Em ra rồi. Nè còn miếng nè. Đúng rồi, ăn. Đi chỗ đấy nồi cơm cái em ra. Đưa cái nồi cho Di vô chổng múc cơm cái Nghĩa. Thôi quên được cơm ra luôn đi. Thôi cơm nó chổng đi cho đang ăn chổng không rồi. Không biết đang ăn sao mày đang ăn. Nó nói gì à? Nồi nó vô là nó nói chú gì ăn, chú ăn kẹt cạo nồi ăn cơm. Chào mọi người ơi. Chào mọi người cho. Chào mọi người nha. Tôi cạo nồi cơm cái. Trời ơi. Có trái không? Tôi làm tao bỏ đói lắm hay gì vậy? Trên kho không có ấy à? Không. Thôi lắm ơi. Thôi quá trời.
rồi mày ăn luôn đi, mày không nói chuyện hết vậy. Chuyện hết cho tất cả mọi người nha, mày xích qua đây cho ngồi. Ừ, ngồi coi. Trời ơi mày lớn rồi. Ăn này hả? Bay bay con. Tướng chạy canh vô rồi nghe. Trời ơi còn được cái đùi cái đùi ông nội. Mọi người có miếng đuôi nha, không hài lòng hả gì? Cốt ăn đi. Này gọi là nhất chị xui nhìn cái đuôi nè. Ok cốt. Trời ơi còn cách đây sao mà 10 cái hàm dưới, 10 cái hàm dưới sao không biết, nó chưa có 10 cái đám cưới chứ, nó chưa tìm hiểu tới chưa ạ. Mời mọi người nha, cái tê này nhiều không ăn nữa hả? Cơm nào ăn? Ủa, tôi không ăn chứ còn tao còn chén, nhưng mày làm ơn mày cắm phiền rồi ra mày cầm. Ừ, tao quên, quên. Được nãy, ăn hết chén được nãy nói mà quên nữa. Nè đây để nha mọi người miếng đuôi. Trời ơi nhất chị xui nhìn cái đuôi má ơi. Béo thật. Béo ha. Béo. Rồi chưa? Chưa. Ăn lâu vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cha con ngồi canh, ăn canh, canh, luôn. Tiếp. Con cá tao nó đang ăn đồ ta. Không lẽ này. Cái gì? Dì nó ăn rồi, dì nó gắp cục cá mày ăn rồi. Nó không phải là tôi không có à. Thử làm thử cái đuôi thôi. Giúp chị xui cái đuôi quốc đại đi. Ngon lắm. 10 cái đám cưới không bằng cái hàm dưới cái trê nha. Ok. Trời. Cái đầu không ăn cái trê đầu. Bỏ ngửa miếng canh nha. Ăn đại đi em. Còn cơm đâu mày. Thì bây giờ mà canh đó mày. Nữa thì thổi nữa. Thổi còn phát chứ mày đó. Tiền góp hay tiền lời? Tiền lời. Bây giờ tiền lời rồi. Chết mẹ hỏi tôi mà. Không phải không phải. Còn... đang quay cho. Dạ. Đang quay cho mày ăn đi. Gì á? Con cá. Thì giống miếng này quá ha. Đỏ đỏ chui chui. Đó cũng 7-8 đặc tính nè. Giò này nãy giờ thấy cũng không có dám ăn. Thôi mời mọi người nha. Ê, hồi nãy giờ thì phải ăn đúng một chén một thôi, không dám ăn chén hai. Đây 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 trời ơi không nói. Không thiệt. Bị chửi, bị chửi, bị chửi. Không chửi bác. Để tôi đây đây đây. Bị chửi. Tôi bới dần chén rồi đây. Chén chén sáu rồi. Gì? Bảy chứ sao vậy? Vậy cái này để tôi. Trời ơi. Đây có à nghẻ, có thiệt á. Bảy đâu khùng quá, đâu mình xới lên thôi nha mọi người. Nó úp xuống, nóng nó lẹ lẹ nóng 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 nóng. Lâu lâu anh chạy để lâu lâu anh chạy đây. Đùa nó cái gì? Lâu lâu anh chạy đây lâu lâu anh chạy. Nói gì? Mày làm gì nó mày lo. Nó mày tự nhiên uống nó để nó dụng cho cái đùi phát rồi. Cái gì? Nóng, nóng nhỏ. Có chỗ để rồi. Quá ăn cơm. Đây 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 có ngồi ghế kìa. Té lộn cổ dưới vậy nè. Khỏi bạn. Nữa kìa. Cơm mình. Ông nói chắc ập dưới. Chứ nữa. Té dừa nữa chứ. Đũa này ông cố. Hay người ta ăn bình thường có mày về cái mày làm lộn. Trời ơi tôi ăn cơm đó mày. Rồi em tao thấy mày có cơm đó mày ơi. Nè. Tao nấu cơm. Nạo ra. Phải kiếm nạo á. Nhưng mà nó trang miếng lên nó làm gì mà nó không ăn ngồi dẹp vậy mệt quá tấm cũng nóng lắm mày không ăn chó ăn cũng nghĩa thôi cũng đã nghĩa hôm nay giờ năn nỉ mới ăn lại tánh cũng nóng lắm muốn ăn đâu phải mày dễ đâu ngồi đó mày đợi chắc chắn 3 ngày nữa có tao có năn nỉ không nhưng không ăn đúng không năn nỉ lại năn nỉ lại đi. Quá trời luôn thiệt trần răng ăn cơm muốn yên mọi người ơi. Mọi người ơi em lại mút ở trong tem mà thì em không dám ăn luôn sợ mấy anh chửi mấy anh ấy thì... Dạ đến chín nha mọi người. Hàng phát ăn 9 chén rồi đó. 9 đúng là như quay vật đó. Khùng quá mày ơi. Ba nó là nhỏ cũng ăn như chen nó vậy mà ổng đứt rồi đó mà nhắm. Nó nói gì vậy? Coi YouTube ít thôi. Ừ TikTok ít thôi. Làm cái đầu đi. Nè fan. Mời mọi người này nha. Đi anh. Này đi anh. Đi đám cưới không bằng hầm dưới. Nè chút kìa. Ngồi tao ăn. Rồi. Rồi. Ăn đi cho mày. Để chén thứ 10 nó kỳ lắm. Thôi. 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 Cái đầu mọi người. Tao bán canh rồi. Cố ăn đi, thường cốt nhất. Không ăn, chó ăn cũng vậy à. Ừ, biết rồi. Buộc phải ăn luôn hả? Mấy mấy này cốt chưa chơi nó phải không? Chưa phải không? Ủa em đang làm gì hết bán nghĩa? Bị đuổi à? Kìa dạ? Kìa dạ, ai dám đuổi nghĩa? Vô bà về bà chủ mà. Không ừ. Ê, em ăn cơm còn lú gì đó hả? Lú cái đuôi gì? Nè, anh lưng hồ phải không? Ừ. Phải không? Ừ. Chị vẫn dở gì xưa luôn rồi. Thôi nghỉ ngưng. Ngưng nha mọi người. Mình với đại ca thôi thua. Đi vét hết luôn đi nghe. Ngày đây chút mấy chó ăn mày. Nữa sao ngoài đó ta. Ngoài con cháu ăn nó kỳ không.
có vậy mọi người cười á. Ráng ăn lắm mọi người, no lắm. Má ơi còn máu không mà nhôm. Nói vậy chứ không có gì mọi người. Kiểu luôn thôi. Anh coi mà dễ gì máu em. Má hẹn ơi lộn chết cha. Chửi nữa là ấy. Chửi nữa. Quay qua tán nó kìa nhỉ. Thôi tự tán rồi, tự tán. Tán mạnh anh nhỉ. Tôi tự tán rồi. Không mấy này không có cốt nhớ cốt. À nói chứ quay là chậm người cái này mới cha. À nói chứ mọi người nãy giờ ăn cũng xong không, người ta nghĩa gì trễ nó ăn sao ha. Thì chắc anh em mình sẽ dừng video tại đây. Bữa nay mình làm một bữa cơm chiều đơn giản cho mọi người xem ha. Mọi người để lại cho xem một like với một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Sao ngày nào quay clip cũng nói câu đó hết ta. Ba mày chứ giờ sao? Chứ giờ sao? Vậy mà mày quay luôn tới sáng luôn đi. Thôi vậy thôi chào mọi người đi. Thôi mày nói tôi giận mày. Giận hoài luôn á. Kệ đi mọi người, thôi chào tất cả mọi người nha. Yeah, bye bye, xem video vui vẻ.